Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Die Reisesaison. Mosulik liegt unter den Sonnen, das sind nämlich chưa được đi chơi đâu hay cả các bạn. Aber ich habe jetzt richtig Fernweh. Hãy nhận Fernweh được sử dụng để chỉ những mong muốn được đi du lịch, được khám phá những vùng đất mới và mang ý nghĩa trái ngược hoàn toàn với cả das Heimweh, sự nhớ nhà. Oh, ein Koffer. Liệu đây có phải là tín hiệu vũ trụ đã gửi thông điệp cho mình để đi du lịch hay không nhỉ? Oh my god. Các địa điểm đi du lịch thì đương nhiên là nhiều vô kệ rồi. Chúng ta sẽ có thứ nhất là Inlandsreisen, du lịch ở trong nước, và thứ hai là Auslandsreisen, đi du lịch ở nước ngoài. Một Vorteil khi mà các bạn đã ở Đức đó chính là các bạn có thể dễ dàng đi du lịch khắp các nước ở xung quanh với một mức chi phí khá là hợp lý. Chính vì thế nên trong ngày hôm nay, genau deswegen werde ich euch heute mit auf meine Reise nach Österreich nehmen, eines der Nachbarländer Deutschlands. Das A und O bei der Vorbereitung einer Reise ist sicherlich das Kofferpacken. Vậy thì hôm nay hãy cùng mình lên một checklist, một danh sách những thứ mà cần thiết nhất, những thứ không thể thiếu trong bất cứ chuyến đi du lịch nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ không thể nào mà không nhắc đến vest, sáng, những vật có giá trị và wichtige Dokumente. Thứ quan trọng nhất trong mỗi chuyến đi đương nhiên là Reisepass. Và tiếp đến chính là Portemonnaie. Cái ví sẽ có hai cái gọi, das Portemonnaie hoặc là die Geldbörse. Và ở trong ví thì đương nhiên là không thể thiếu tiền rồi, đúng không? Thì các bạn sẽ có hai cách trả tiền ở nước ngoài. Một là các bạn trả bằng Bargeld. Bargeld là tiền mặt. Thì chúng ta sẽ có một là Geldscheine, những cái tiền giấy, hoặc là Münze, là tiền xu. Hoặc là các bạn cũng có thể trả bằng card, các bạn có thể trả bằng thẻ. Thì chúng ta sẽ có EC-Karte. Thứ quan trọng thứ hai đương nhiên chính là Kleidung, quần áo, đúng không nào? Một tip nho nhỏ giúp chúng mình không mang thừa hoặc mang thiếu quần áo đó chính là quyết định trước xem mình sẽ mặc outfit nào vào ngày hôm sau, mình sẽ mặc bộ gì vào ngày hôm sau. So packt ihr nur das ein, das ihr tatsächlich auch anziehen möchtet und müsst dann nicht vor Ort feststellen, dass Kleidung irgendwie fällt oder nicht zusammenpasst. Điều quan trọng thứ ba chính là Körperpflege. Khi đi du lịch thì người Đức thường hay đựng những vật dụng vệ sinh cá nhân, những Hygieneartikel của họ ở trong những cái túi như thế này, gọi là Kulturbeutel. Thì những Kulturbeutel này thường sẽ có những cái dây zip để kéo khóa, gọi là Reißverschluss. Thì những cái Reißverschluss này sẽ giúp cho khi chúng mình đựng những đồ Flüssigkeit, những đồ có chất lỏng thì nó sẽ không bị tràn ra ngoài. Và điều thứ tư cũng vô cùng quan trọng, Medikamente. Nhất là đối với những bạn mà mắc phải Reisekrankheit, tức là chứng say tố xe thường thấy, thì đương nhiên là không thể nào thiếu được Medikamente gegen Übelkeit oder Erbrechen, thuốc chống nôn, chống say xe. Và đương nhiên thì các bạn cũng có thể mang theo nhiệt kế, fever thermometer hoặc là plaster nữa bằng ơ gầu để dán vết thương chẳng hạn. Vậy thì một khi đã pack xong đồ rồi, đã sắp xếp hành lý rồi thì chúng mình hãy cùng lên đường thôi nào. Let's go! Von Deutschland aus sind viele Länder mit dem Zug erreichbar. Bei dem đến lần này của mình chính là Salzburg, một thành phố nằm ở Grenze, biên giới giữa Đức và Áo. Thật ra thì quyết định lần này của mình đi khá là spontan. Ich möchte eigentlich nur von dem 9-Euro-Ticket Gebrauch machen. Mình chỉ muốn tận dụng nốt cái vé 9-Euro-Ticket thôi. Nhưng có một điểm bất cập của những chuyến tàu này là thường thì tàu sẽ rất là overfilled. Nên nếu có thể thì mọi người hãy chọn đi những chuyến sớm nhất nhé. Hello, ich bin gerade mit der Bahn angekommen. Bin gerade am Salzburg Hauptbahnhof und laufe jetzt zu meinem Hotel. Khách sạn mình đặt thì không quá xa trung tâm, nicht weit entfernt vom Zentrum, nên bọn mình chỉ cần đi bộ đến thôi, wir müssen nur zu Fuß laufen. Để có một chuyến du lịch hoàn hảo thì đương nhiên là không thể thiếu hai việc là book phòng, book khách sạn, rồi nói chung là book chỗ ở, đúng không? Các bạn sẽ có hai cách, một là các bạn nói direct, các bạn nói thẳng trực tiếp là gì? Ich buche ein Hotel, tôi đặt một phòng khách sạn, hoặc tôi đặt khách sạn. Hoặc là nếu các bạn muốn nói chung chung là tôi đặt một chỗ ở chẳng hạn thôi, thì sẽ là ich buche eine Unterkunft. Und jetzt bin ich endlich mal in meinem Hotelzimmer. Wir haben uns gerade eingecheckt. Eigentlich darf man erst ab 14 Uhr einchecken, aber unser Zimmer ist halt früher fertig geworden und deswegen können wir auch schon früher reinkommen. Das Zimmer ist relativ klein und kompakt. Deswegen kann ich euch jetzt mal zeigen, was es so gibt. Hier sieht man schon mal die Eingangstür. Dann ist hier so ein Bereich, wo man sich fertig machen kann, glaube ich. Hier ist halt ein Spiegel, da kann man gut Outfit of the Days Fotos machen. Dann gibt es hier noch einen Schreibtisch oder halt so einen Arbeitsplatz. Hier oben dann noch so einen kleinen Fernseher. Das hier ist ein Doppelbett,
aber ich glaube, in deutschsprachigen Ländern ist es üblich so, dass Doppelbett eigentlich keine normale große Matratze hat, sondern immer so zwei kleine Matratzen. Bây giờ bọn mình phải tìm một quán nào để đi ăn nữa, tại vì là sáng nay đi bỏ cả bữa sáng chưa kịp ăn gì cả, bây giờ rất là đói rồi. Okay, let's go. Bây giờ thì mình đang ở trong một quán ăn khá là traditional, khá là truyền thống. Thì bọn mình sẽ gọi những cái món đặc sản sẽ là speciality. Sản áo mọi người biết là sẽ có món schnitzel, Wiener schnitzel. Thì tuy bọn mình không gọi gì về giải sport nhưng mà chắc là món nó cũng tên Bärenwurst của quán bắt nguồn từ những portionen vô cùng lớn, thích hợp cho những cơn đói khủng khiếp, những cơn đói như gấu Bärenhunger. Unser Essen ist gekommen. Đây là một đĩa schnitzel thịt lợn, Schweine schnitzel. Còn cái này là Kalb schnitzel, là thịt con bê. Good appetit. Đương nhiên là không thể thiếu Besteck. Cái này là Gabel und Messer. Sau khi đã lấp đầy cái bụng đói thì điểm dừng chân đầu tiên của bọn mình là bờ sông Zeisachs-Ufer. Chỉ cần đứng trên cầu thôi là mình đã có thể thấy được những công trình nổi tiếng berühmte Bauwerke ở bên kia bờ sông rồi. Der Ausblick ist wirklich wunderschön, nicht wahr? Und Straßenmusiker sind auch überall zu sehen. Một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng nhất, eines der bekanntesten Fotomotive, chính là Schloss Mirabel. Khi đi vào trong cung điện, các bạn sẽ tới được hội trường Marmorsaal, một trong những địa điểm tổ chức lễ cưới đẹp nhất thế giới. Các cặp đôi trên khắp thế giới sẽ tới đây để schließen den Bund der Ehe. Vielleicht habt ihr auch Glück und könnt mal bei einer Märchenhochzeit Soundgast sein. Salzburg còn được biết đến là quê hương của nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỷ 18, Wolfgang Amadeus Mozart nữa. Chính vì thế nên hai địa điểm luôn đứng đầu trong những Sehenswürdigkeiten, những địa điểm tham quan nổi tiếng cần phải đến thăm chính là Mozart Wohnhaus và Mozart's Geburtshaus, hai ngôi nhà nơi ông sinh ra và lớn lên. Căn nhà nơi Mozart sinh ra chính là một wahre Besuchermagnet trên phố Getreidegasse, con phố được coi là trái tim của khu phố cổ Salzburg, das Herz der Salzburger Altstadt. Thì với cốc trà sữa trên tay, mình sẽ đi tìm quán bán món Bosna. Nó là cũng là một đặc sản, một speciality của Salzburg. Nó được là sáng tạo ra ở đây, là Fun. Das Gericht wird hier in Salzburg erfunden. May là không có một cái Schlange nào và mình đã mua được một cái Bosna. Trong này thì có xúc xích, hai cái xúc xích, hành tây với cả Peter V. Sau khi đi hết con đường Getreidegasse thì chúng mình dừng chân ở quảng trường Alte Markt. Dieser Ort wurde bereits im 13. Jahrhundert als städtischer Marktplatz angelegt. Một điểm đặc biệt, eine Besonderheit mà bạn có thể tìm thấy ở quảng trường này chính là quán cà phê Tomaselli. Das Café ist so alt, dass sogar schon Mozart hier zu Gast war. Đây chính là túi đồ mình đã mua. Thì đây chính là một hộp 5 cái Mozart Kaliner. Nó là Kaliner, là kiểu sô-cô-la. Sau đó bên trong sẽ có nhiều loại nhân khác nhau. Ngoài hộp làm quà ra thì mình có mua một viên lẻ ở ngoài để ăn thử nữa, xem mình ăn thế nào. Kiểu ở ngoài này nó là một cái vỏ sô-cô-la nhá, xong rồi giữa nó là một cái kem gì đó. Mình phải về mình pha lại, mình không biết là kem gì, mà ăn khá là hay đó. Và điểm đến tiếp theo của bọn mình là Domquartier, được tạo nên từ Residenz và nhà thờ Salzburg, Salzburger Dom, một trong những công trình kiến trúc có ý nghĩa quan trọng nhất ở thành phố này. Tiếc là khi đến nơi thì đã geschlossen, đóng cửa mất rồi nên mình đành phải đọc tạm những cái quyển brochure này vậy.
Nếu đi ra đằng sau nhà thờ, các bạn có thể thấy phía xa xa kia là pháo đài trên đỉnh núi Festung Hohenzollernburg. Để di chuyển đến đó thì chúng mình sẽ đi bằng xe cáp treo, dài bản. Bây giờ thì mình đang rất là vui vẻ đi Festungsbad ở trên chính Festung. Kia các bạn có thể thấy là cái cửa ra ngoài nó sẽ ghi là còn bao nhiêu chỗ trống ở trong cái tàu đấy. Đây chính là vé để đi lên đi xuống và có cả panorama nữa. Và đây chính là nguyên nhân tại sao mà bọn mình muốn đi lên trên pháo đài bằng được đây. Đứng từ đây thì chúng mình có thể ngắm được bức tranh toàn cảnh của thành phố và cả những khu vực xung quanh nữa. Das Wahrzeichen der Stadt sorgt gleichzeitig für eine atemberaubende Aussicht über Salzburg und die umliegenden Berge. Es ist Abend, Zeit für das Abendessen. Wir haben uns jetzt für ein österreichisches Restaurant entschieden, um wirklich das beste kulinarische Erlebnis zu haben. Gucken wir wieder nach oben. And I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore. Cause I can't stop running around through my life. Won't stop running, never will. I'll take some melatonin pills this time. Cause I just wanna sleep tonight. Yeah, I just wanna sleep. Als Nachtisch haben wir dieses Gericht bestellt. Es ist Kaiserschmann. Ich nehme ja mit. Sollen wir jetzt in den Kampf nehmen an, wo wir mit. Fast Mitternacht. Hiện tại thì mình đang trên đường ra Hauptbahnhof để bắt chuyến bus tiếp theo đi đến Hallstatt, một thành phố khác cũng vô cùng là thơ mộng của Áo. Và hãy cùng chờ đón hành trình đi đến đó nhé. Nếu các bạn không có ô tô nhưng vẫn muốn tự túc auf eigene Faust di chuyển đến Hallstatt thì variante phương án đơn giản và được nhiều người em phê nhất chính là đi xe buýt và đi tàu. Từ Hauptbahnhof thì chúng mình có thể đi bus 150 thẳng đến Endstation bên cuối cùng và từ đó tiếp tục bắt tàu để đi. Die Strecke mit dem Zug nach Hallstatt gilt als außergewöhnlich schön und die Landschaft war wirklich ein Traum. Từ bến tàu Hallstatt thì vừa giờ về 3 euro sẽ có một chiếc phà Fähre đưa bạn sang bờ bên kia của hồ. Giờ chạy của phà thì đã được điều chỉnh cho phù hợp với thời gian cập bến của tàu nên là các bạn sẽ không cần phải lo phải chờ lâu đâu nhé. Und so kommt ihr in den Genuss, Hallstatt vom Wasser aus zu erleben. Với dân số Einwohnerzahl vẫn vẹn 700 người, Hallstatt thật sự rất là bé nên các bạn chỉ cần đi bộ là đã có thể erkunden toàn bộ ngôi làng nơi đây rồi. Và ngay ở gần bãi đỗ thuyền sẽ có một Stadtplan đánh dấu các địa điểm ăn uống cũng như là các khách sạn và nhà nghỉ cho khách du lịch dễ định hướng hơn. Bọn mình đã đến rồi đây và hiện tại thì đang đi tìm đường đến cái Aussichtsturm, tức là chỗ mà có một cái view, quả view huyền thoại ở Hallstatt mà ai cũng phải đến để chụp ấy. Nếu đã từng được xem qua những postcard về Hallstatt thì chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra ngay địa điểm chụp ảnh thần thánh này đúng không nào? Alte Holzhäuser, der spiegelglatte Hallstätter See und dazu eine imposante Bergkulisse. Aus dieser Perspektive sieht Hallstatt wirklich wie ein Bilderbuchdorf aus. Chỉ cần đi dọc con đường men theo hồ là các bạn có thể đi được một rundgang durch Hallstatt rồi. Ngoài Aussichtspunkt thì chúng mình còn đi ngang qua Marktplatz, một highlight khác của ngôi làng và còn nhiều những cửa hàng lưu niệm, rồi mình nhiều shops khác nhau nữa. Ah, doch, so kleine Fische. So Mini-Fische. Sieht man das nicht? Oh, oh, da wird ge...
Cung à? David chưa? Các ngôi nhà gỗ ở đây được xây trên sườn núi Berghang nên sẽ có rất nhiều castle, những con ngõ nhỏ từ đường chính dẫn lên trên đây. Es lohnt sich, thật sự rất là đáng để đi vào những con hẻm này. So entdeckt man die pussigsten Häuser und erhascht immer wieder mal einen Blick auf den Ort von oben. Và nếu ai muốn ngắm nhìn toàn cảnh của Hallstatt thì hãy cùng theo chân bọn mình đi cáp treo lên Skywalk nhé. Giá vé cho hai lượt đi và về là 18 euro một người. Und in nur wenigen Minuten bringt euch die Salzbergwand auf eine Höhe von mehr als 300 Meter. Đang xếp hàng để chụp ảnh đó. Hồ đó. Nó rất là đông, rất là nhiều người đứng ở đây. Tại vì là nó đẹp, nên là nhiều người muốn chụp đó. Đấy chính là hậu quả của việc đi chơi vào đúng Hochsaison, mùa cao điểm này các bạn ạ. Nếu ai mà bất lực quá thì cũng có thể ra cây cầu ở ngay cạnh đấy để chụp ảnh giống mình này. Von hier aus kann man ebenfalls den Blick über Hallstatt, den See und die Bergkulisse bewundern. Hallo. Hallo. Eine Schaumrolle bitte. Và vậy là chuyến đi chơi lần này của mình cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nhé. Tschüss tschüss.